Một đêm điên rồ ở Champions League vừa trôi qua khi mà Real Madrid thảm bại 1-3 trước AC Milan trên sân nhà Bernabeu. Trong khi đó, Ruben Amorim biến Pep Guardiola thành gã hề với chiến thắng 4-1 trước Man City. Ở chiều hướng tưng bừng không kém, Liverpool khiến ngày về sân Anfield của người cũ Xabi Alonso trở thành thảm họa. Bên cạnh đó, nhiều chuyển động khác của bóng đá châu Âu cũng xuất hiện trong clip hôm nay. Không để mất thêm thời gian của các bạn, chúng ta hãy bắt đầu bản tin ngay bây giờ. Ruben Amorim hạ đẹp Pep Guardiola. Manchester City thua thảm và các fan của Manchester United là người vui nhất lúc này. Nguyên nhân là bởi tân thuyền trưởng quỷ đỏ Ruben Amorim vừa có chiến thắng đầy ngoạn mục trước Pep Guardiola. Trong suốt 90 phút, The Citizen chỉ có một lần được ăn mừng sau pha lập công của Phil Foden. Như vậy là quá ít so với cú hat-trick của chân sút Victor Gyökeres cùng với bàn thắng từ Maximiliano Araujo. Chung cuộc, chiến thắng 4-1 giúp Sporting Lisbon tiếp tục bất bại tại đấu trường châu Âu, còn Manchester City đối diện với nhiều hoài nghi sau 3 thất bại liên tiếp. Rõ ràng, sự xuất hiện của Ruben Amorim tại Manchester United sẽ khiến cho Premier League giai đoạn tới cực kỳ đáng xem. Real Madrid thua bạc nhược AC Milan. Chẳng ai nhận ra hình bóng của nhà vua Champions League Real Madrid ở cuộc chạm trán AC Milan. Dù sở hữu dàn sao đắt giá, kền trắng lại thi đấu cực kỳ hớ hênh và để cho Rossoneri chọc thủng lưới tới 3 lần sau các tình huống tỏa sáng của Malik Thio, Alvaro Morata và Tijani Reinders. Điều này khiến bàn thắng trên chấm 11m của Vinicius trở nên vô nghĩa, còn huấn luyện viên Carlo Ancelotti đối diện với nguy cơ bị sa thải ngày càng lớn. Bayer Leverkusen thảm bại trước Liverpool. Ông thầy trẻ Xabi Alonso hoàn toàn hết phép khi quay lại mái nhà xưa Anfield. Chẳng chút nể nang người cũ, Liverpool nghiền nát Bayer Leverkusen với tỷ số 4-0. Được biết, Luis Diaz lập cú hat-trick, còn Cody Gakpo có một lần điền tên lên bảng tỷ số. Về phần Mohamed Salah, ngôi sao người Ai Cập không ghi bàn nhưng cũng tạo dấu ấn bằng cách kiến tạo cho đồng đội lập công. Rõ ràng chuỗi ngày thăng hoa của Liverpool đang tiếp diễn trong bối cảnh nhiều đội bóng lớn có dấu hiệu hụt hơi. Ruben Amorim muốn cải tổ hàng công Manchester United. Thông số 9 bàn thắng sau 10 trận đấu tại Premier League đủ để nói lên sự bế tắc của những tiền đạo Man United. Do vậy, huấn luyện viên Ruben Amorim đang muốn thực hiện cuộc cải tổ ở hàng công quỷ đỏ, với Rashford là cái tên bị đẩy đi đầu tiên. Trong khi đó, việc Garnacho có được đá chính dưới thời ông thầy mới hay không cũng đang là ẩn số. Ở chiều hướng căng thẳng không kém thì Amorim đánh giá Jorginho giống với một số 10 hơn là tiền đạo. Vì thế ông thầy người Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ thực hiện một số sự thay đổi ngay trong thời gian đầu cập bến sân Old Trafford. Al Hilal sẵn sàng bỏ 300 triệu euro để mua Vinicius. Khả năng cao chia tay Neymar vào cuối mùa nên Al Hilal đang tính nổ một bom tấn khác nhằm đánh bóng tên tuổi. Theo Fichas, 300 triệu euro là con số mà đại gia Tây Á sẵn sàng bỏ ra để chiêu mộ Vinicius từ Real Madrid. Đây là lời đề nghị đầy ấn tượng buộc kền trắng phải cân nhắc thật kỹ. Về phần ngôi sao người Brazil, sự hỗn loạn tại Bernabeu trong thời gian gần đây có thể khiến Vinicius cân nhắc chuyện ra đi. Barcelona tranh Victor Gyökeres với Manchester United. Hiệu suất làm bàn siêu khủng giúp Victor Gyökeres nhận sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn. Ngoài được huấn luyện viên Ruben Amorim thuyết phục cùng với chuyển đến Manchester United, tiền đạo người Thụy Điển cũng đang nhận liên hệ từ phía Barcelona. Được biết, đích thân giám đốc thể thao Deco đang phụ trách việc theo đuổi chân sút Bắc Âu và 70 triệu euro là con số mà Blaugrana sẵn sàng chi ra trên bàn đàm phán. Trong bối cảnh Barca thăng hoa dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Hansi Flick, việc chuyển đến sân Camp Nou là lựa chọn không tồi để Victor Gyökeres nâng tầm sự nghiệp. Pep Guardiola thừa nhận áp lực. Là đội bóng thống trị Premier League trong 4 giải liên tiếp nên Man City nhận kỳ vọng rất lớn từ giới mộ điệu. Chính huấn luyện viên Pep Guardiola cũng hiểu thực trạng trên khi tiết lộ nhiều fan muốn thấy ông lớn xứ đấu bò phải giành cú ăn ba mỗi mùa giải. Ngoài ra, đội chủ sân Etihad cũng chịu sức ép giành chiến thắng trong mọi cuộc đấu tại Premier League. Tuy vậy, Pep Guardiola không cảm thấy tiêu cực bởi yêu cầu từ các fan vì cho rằng Man City vốn đã có một tiêu chuẩn cao hơn những tập thể khác. Jamie Carragher nhận xét Arsenal. Không cần là người quá am hiểu chuyên môn thì các cổ động viên cũng nhận ra việc Arsenal đang gặp vấn đề ở khâu ghi bàn. Theo Jamie Carragher, huấn luyện viên Mikel Arteta chấp nhận việc pháo thủ không thể sở hữu một hàng công mạnh như đại kình địch Man City. Do vậy, đại diện thành London chuyển dần sự ưu tiên sang việc xây dựng hàng thủ, giống chiến thuật của Jose Mourinho. Dẫu vậy, kế hoạch trên không mấy thành công khi thủ môn David Raya thủng lưới khá nhiều thời gian gần đây.
Ruben Amorim muốn Manchester United mua Kvitsa Kvaratskhelia. Manchester United cần một bom tấn để chào đón tân huấn luyện viên Ruben Amorim và hàng loạt ngôi sao đang được truyền thông khoanh vùng. Theo báo chí Italia, chiến lược gia 39 tuổi rất muốn quỷ đỏ đưa Kvitsa Kvaratskhelia về sân Old Trafford trong những kỳ chuyển nhượng sắp tới. Tất nhiên, mức giá của tuyển thủ Georgia sẽ không hề rẻ khi mà Napoli luôn là một đối tác khó chơi trên bàn đàm phán. Do vậy, có thể Manchester United sẽ phải bỏ tới 90 triệu bảng để làm chiều lòng Ruben Amorim. Inter Milan tranh Enzo Fernandez với Barcelona và Real Madrid. Việc Enzo Fernandez mất chỗ đứng tại Chelsea tạo ra cơ hội cho nhiều đội bóng lớn. Sau Real Madrid, đến lượt Inter Milan và Barcelona bắt đầu dành sự quan tâm đến tiền vệ người Argentina. Đặt trong bối cảnh huấn luyện viên Enzo Maresca không còn trọng dụng cầu học trò đắt giá, một mức phí hợp lý có thể khiến Chelsea chấp nhận bán Enzo để có tiền tái đầu tư vào đội hình. Newcastle nhắm Gabriel Jesus thay Alexander Isak. Trong 3 trận đấu liên tiếp thì Alexander Isak đã phá lưới Chelsea 2 lần và một lần lập công khi đụng độ Arsenal. Chi tiết trên cho thấy tài năng của tiền đạo người Thụy Điển và nhiều đội bóng đã dò hỏi Newcastle về khả năng chuyển nhượng. Bản thân Chích Chòe cũng tính đến kịch bản không thể giữ chân ngôi sao 25 tuổi để tìm kiếm nhân sự thay thế. Cụ thể, Gabriel Jesus đang là cái tên được tập thể Đông Bắc nước Anh cân nhắc. Điều thú vị là chính câu lạc bộ chủ quản của ngôi sao Nam Mỹ là Arsenal cũng nằm trong số các đội bóng dành sự quan tâm đến Alexander Isak. Vì vậy, giữa pháo thủ và Chích Chòe hoàn toàn có thể diễn ra một thương vụ trao đổi tiền đạo trong thời gian tới. Arne Slot tin tưởng Mo Salah. Ở tuổi 32 thì Mohamed Salah vẫn duy trì được phong độ cao và hiệu suất làm bàn khủng. Chứng kiến cậu học trò thi đấu, huấn luyện viên Arne Slot tin tưởng ngôi sao Ai Cập có thể thi đấu bền bỉ như Messi hay Ronaldo. Rõ ràng sẽ là thiếu căn cứ nếu nhận định Salah sẽ xuống phong độ khi bước vào tuổi 30, khi mà trụ cột của Liverpool vẫn đang thể hiện được chất lượng chơi bóng ở mức rất cao mỗi lần ra sân. Benzema đưa ra lời khuyên cho Kylian Mbappe. Kylian Mbappe chịu nhiều sức ép sau chuỗi trận đáng thất vọng của Real Madrid. Việc này khiến cho người đàn anh Karim Benzema phải đưa ra lời khuyên đáng chú ý với nội dung: "Với tôi, Mbappe không phải là số 9 điển hình mà là một cầu thủ chạy cánh trái. Thế nhưng vấn đề nằm ở việc Real Madrid đã có Vinicius chơi ở vị trí đó. Do Vinicius là cầu thủ giỏi nhất trên thế giới, nên Mbappe phải trao đổi thẳng thắn với đồng đội để tìm ra giải pháp." Nonny Madueke lập thống kê đáng quên. Có 3 lần sút trúng xà ngang tại Premier League mùa giải năm nay và Nonny Madueke đang dẫn đầu Premier League tại cột mốc về sự vô duyên. Dẫu sao, thông số 4 bàn thắng sau 9 trận không phải là hiệu suất tệ với chân sút người Anh. Do vậy, các fan của The Blues có thể kỳ vọng chuyện Nonny Madueke trở nên sắc bén hơn trong thời gian tới. Fermín López gia hạn với Barca. Sự thăng hoa của Barcelona dưới thời Hansi Flick khiến quá trình gia hạn với nhiều ngôi sao diễn ra nhanh chóng hơn thường niên. Fermín López là một trường hợp như vậy khi cầu thủ người Tây Ban Nha đã ký vào bản giao kèo mới có thời hạn đến năm 2029. Trao đổi với truyền thông, Fermín López hào hứng chia sẻ: "Tôi rất vui khi được ở lại Barca cho đến năm 2029 và hy vọng sẽ còn gắn bó với đội bóng lâu hơn thế nữa." Trên đây là những tin tức nóng hổi nhất của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Sức hút của Champions League là không thể bàn cãi và người hâm mộ đang đợi chờ những bất ngờ mới xuất hiện. Do đó đừng quên quay lại đây vào ngày mai để biết được những cập nhật nóng nhất về nhiều tập thể lớn cùng với các ngôi sao đình đám. Còn bây giờ thì xin chào và chúc mọi người có ngày mới thật hứng khởi và nhiều niềm vui.